Hello anh em và chào mừng em quay trở lại với channel của mình. Mình là Thành Di đây và chúng ta hôm nay sẽ tiếp tục với series đó chính là Plan với Zombie 3 nha. Và nếu anh em nào thích cái video này hãy để lại cho mình một like nhé. Và nếu video được 500 like, ngày mai chúng ta sẽ có tập mới nhất của Plan với Zombie 3. Anh em đừng quên là click vào quảng cáo để ủng hộ thêm cho mình, có thêm cái động lực để ra thêm nhiều video hay hơn nữa trong tương lai nhé. Và let's go nào. Thì anh em phải qua cái channel thứ hai của mình, đó là channel Mr. Thành bên này, để xem thêm những cái video mới nhất về các cái series Shadowfire 2, Hoàng đế rồng và rất rất nhiều tựa game khác nữa. Rồi chúng ta sẽ quay trở lại với game nào. Thì hôm nay mình sẽ review cho anh em xem cây mới. Đây, đây chính là cái cây mới mình muốn review cho anh em. Cái cây này mang tên là cái Flaxis. Cái này hình như là hạt của cái cây cây lanh, là cái cây gì đó mình không biết được. Mình dịch ở trên Google dịch nó ghi là cái là hạt của cây lanh. Thì cái này nó sẽ bắn và rất là mạnh với một con zombie bay nha anh em. Con này là sẽ gần khoảng 1000 máu và attack sẽ là tầm khoảng 67. Nó mạnh với hệ bay và hệ bia mộ đây. Thì có lẽ là mình sẽ thay thế cho một cái xíu, mình lấy cái thay cái nào nhỉ? Mình sẽ sử dụng nó này. Và mình đang ý định mình thay cho cái cây nào đây? Thay cho cây này đi. Rồi chúng ta sẽ bắt đầu luôn anh em nha. Mình sẽ hiện tại đang level 6. Mình sẽ vào đây nhận được cái Pirata đó. Cái con ngựa đó. Đấy, con ngựa này. Trong này có cây có cái gì không? Có thể chiến đấu không? 190 lực chiến, 190. Lực chiến của mình là 353. Đánh được anh em ạ. Đánh được. Không vấn đề gì. Có vẻ như khá là dễ dàng đối với chúng ta nếu mà cho chiến cái bàn này. Mình chuyên đánh boss. Fan ST. Nào, ok, let's go nào. Chúng ta sẽ chiến thôi. Khá là dễ, mình nghĩ trận này cũng sẽ khá là dễ dàng đối với mình và nó không quá khó khăn lắm. Mình để đây một khoản này. Rồi, ok. Xong rồi bảo vệ cây này. Cái cây lanh này giá là 5 đồng nha anh em. Nhớ như vậy. Nó cũng rất là hạt rẻ thôi. Không có gì là ấy quá cả. Để đây thêm một cây nữa. Mình để này nó hơi xa nhỉ. Cảm giác là hơi xa ta. Con kia chưa tới được nơi cơ. Tốt, ok, chúng ta sẽ bảo vệ nó đã, không tính sao. Đấy, cây một này cũng sẽ là có tiền thì cũng sẽ nên mua luôn, luôn vào ngay. Cho quả bơ này khỏe vãi cả đạn luôn anh em ạ. Rồi, chúng ta đã xong thì mình nghĩ mình sẽ đặt cái cây lanh này ở đây đi. Đó. Như kiểu 3-4 đầu hay sao ấy, nhìn trông khá là đẹp. Nhỉ, ở đây ôi trời ơi, là giữa. Mình đang cần thêm điểm anh em ạ. Đây. Chỗ này nha. Hay. Nó chuyên gia để bắn cái bọn này luôn ấy. Phải nói như vậy. Hay phết nhỉ. Cái này hay phết ta. Chúng ta sẽ cho vào đây phát từ từ. Cái gì đây? Con này làm gì đây? Không biết được nhưng mà kệ thôi. Chúng ta tăng cường sức mạnh cho dòng lửa ta nhỉ. Khá là ngon, khá là dễ dàng chơi. Mình sẽ cho cái con này lên luôn đã. Ready, sẵn sàng luôn này. Và chúng ta sẽ bắt đầu thôi. Rồi, chúng ta sẽ tiếp tục là trồng thêm cây lanh ở đây. Nó giống như kiểu là cái cây gì nhỉ? Cây AKE anh em ạ, nó khá giống. Thì mình cảm giác như vậy, có đúng không? Thế nên nó khá giống cái cây AKE. Rồi, chúng ta đang có hai dòng lửa và hiện tại đang khá là tốt với cái chuyện này. Rồi chúng ta có thêm một cái plant food nữa ở đây cơ. Mình đã đủ cái cây mới nha anh em ơi. Cây lanh nha. Rồi chúng ta sẽ đặt nó ở trên như thế này. Không vào đâu. Mình phải đảm bảo chắc chắn anh em 100% nó sẽ không thể vào được. Và tiếp theo mình sẽ đặt thêm ngô để gọi là slow nó lại như thế này. Quá tốt luôn rồi. Dòng lửa nè. Rồi quá đơn giản. Đơn giản, dễ như ăn bánh vậy. Thêm cây ở đây nữa. Nó bị choáng rất nhiều luôn. Không thể vào đây được luôn ấy. Rồi chúng ta sẽ có. Đáng lẽ mình nên đặt ở giữa thì nó sẽ hợp lý hơn không. Thắng rồi anh em ạ. Trời ơi, mình cho vào cái này làm gì đây. Hơi nhầm lẫn rồi. Không cho ra được luôn ạ. Thì mình cho này ra cái là nó sẽ được tăng cường sức mạnh luôn. Kiểu dạng như vậy. Ok đi, không sao, không vấn đề gì. Quá là đơn giản để chúng ta có thể thắng được cái trận này. Không hề khó khăn một chút nào luôn. Cho được 5 sao, cứng luôn này. Và phần thưởng chúng ta sẽ được bon choy và 25 vàng. Nâng cấp thêm cây thôi.
Trận này khá hay nhỉ. Game này thực ra nó cũng dễ, nó không không khó lắm, khó khăn lắm đâu. Mình chơi vẫn là rất là ok luôn đấy. Rồi, your house luôn. Chúng ta sẽ trong cái nhà ở đây, mình sẽ vào trong cái mình sẽ quay trở lại với cái này để mình xem nào nó ở đâu nhỉ. Có mua cái gì không? Mình sẽ exit ra đi. Mấy con này nó khá là yếu nên mình không muốn đánh lắm. Đấy, sẽ có 100, sức 160 này. Đấy, đánh thôi. Ồ, cái hệ này thì không vấn đề gì cả. Đánh khá là dễ dàng đối với chúng ta luôn. Tèo 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 tèo. Ok, có một con chuột ba tanh anh em ạ. Có một con zombie chuột ba tanh, nhìn khá đẹp. Set plan, bắt đầu nào. Mình sẽ đặt ở đây nhá. Hai hàng ở đây. Nó cũng dễ mà. Ôi trời, nhầm rồi. Chán ghê, chán ghê, chán ghê. Nhầm anh em ạ, đặt nhầm. Đáng lẽ đặt dòng lửa nó ở phía trên thì cơ thì nó mới hợp lý này. Nhầm rồi, nhầm rồi, nhầm rồi. Nhầm rồi. Rồi, cho nó choáng lại đã. Tí sau. Như vậy là mình cần phải đặt thêm con dòng lửa nữa anh em ạ. Ít nhất là đặt ở đây trước này. Đủ tiền không? 7 anh em ạ, 7, 7, 7, 7 đồng, 7 đồng. 7 đồng thì mới đủ được con dòng lửa ở đây ạ. Đã xong, như vậy là ta sẽ có 3 dòng lửa. Và một cái đóng gọi là bơ vào đây nữa. Cũng không vấn đề gì cả. Hiện tại là cũng chưa có vấn đề gì. Ồ, chết luôn ạ, hay. Hay nha, hay nha. Rồi, như này nghĩa là sẽ là hợp lý này. Và có cần con bay không nhỉ? Đây cái, để cho nó gọi là khỏi đi đâu được. Đúng rồi, chính xác. Ồ, choáng luôn ạ. Cái cây, cái cúc bơ này thật sự rất khỏe. Mình rất thích cúc bơ này nha, không biết anh em có thích không. Mình rất là thích cúc bơ luôn. Chết về đây, đơn giản. Như vậy là chúng ta đã có một cái hệ thống cây này. Hình như không có con bay. Mà này không có con bay anh em ạ. Chúng ta toàn bơ là bơ là bơ thôi. Khá là dễ chơi. State complete này. Chúng ta sẽ nhớ là cho ăn nó đúng chính xác hai cái taco đã. Rồi. Rồi, sẵn sàng và ready nào. Cái bơ khá quan trọng đối với mình. Mình rất thích bơ. Tại vì nó có khả năng gây choáng anh em ạ. Chứ mấy cái kia chỉ gây là đam thôi. Bơ này ngon hơn nhiều. Theo những đánh giá như vậy. Con kia sẽ thay đổi cái hướng đi thôi, hướng di chuyển của nó thôi. Dễ mà. Đây, bơ phát nữa nhỉ. Rất nhiều bơ. Cái gì à? Bắp cần bơ à? Cái gì đó. Yêu không cần cớ, cần anh cơ. Nghe câu ấy thật sự rất là buồn hài. Mình sẽ để cái thật ra thì cũng chẳng cần để. Vì mình quá mạnh rồi ấy. Mấy cây của mình quá mạnh, quá đỉnh rồi, không cần phải để cái gì cả nữa. Bơ 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 bơ. Chuyên gia là dùng bơ như thế này thì không vào nổi rồi. Bye bye nha. Rồi hết luôn ạ. Hay quá. Bây giờ mình chẳng biết là trồng cái cây gì cho nó hợp lý đây. Cho nó khỏe khỏe tí. Ôi dồi ôi, hơi phí nha. Hơi phí nha anh bạn. Hơi phí mấy cái điểm ở kia. Đây là trận cuối cùng nè. Đây là trận cuối cùng nè. Cho nó choáng lại đi á. Đúng rồi. Chạy đâu mà chạy đâu mà chạy đâu. Cái hệ thống cây như thế này thì không thể nào chết được. Con này nó choáng nữa. Nó sắp die rồi này. Rồi chúng ta sẽ cho lửa chết luôn. Đó. Quá đơn giản luôn anh em ạ. Osake con dê. Chúng ta đã thắng rồi. Vấy được 5 sao luôn ạ. Dĩ nhiên chúng ta sẽ được thêm game à, hay cái gì kia. Game khá đơn giản, khá là dễ. Có lẽ mình sẽ đi lấy thêm những cây mới nha. Chúng ta sẽ lên đường đi lấy cây mới. Rồi chúng ta mới có 15 trên 10 trên 15 sao. Mình sẽ đánh cái này, chắc là lấy cây mới đây. Có thể lắm. Có nên thay đổi cái cây gì không nhỉ? Mình nghĩ thế này là hợp lý rồi. Có bay không nhỉ? Này có con bay không ta? Không không để ý luôn. Thật sự là không để ý luôn đấy. Ôi trời ơi, không 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 biết là có con bay không nữa. Thế mày điền đi. Nào, đang đợi nó vào anh em ơi. 13. Đây 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 đây. Nhớ đặt là chính xác nha anh em. Nhớ đặt thật chính xác nha.
vào đây phát. Sao? Cái cây chính là cái cốc đấy cũng lâu với phết đấy anh em ạ, không phải đơn, không phải nhanh đâu nhá. Chết rồi dưới này này. Vẫn đánh được anh em ạ, hiện tại tôi vẫn đang đánh được, vẫn đang cố gắng đánh được đây. Chết về đây, hay quá. Ok đấy, ok và rất là hợp lý luôn đấy. Chúng ta cần phải nhanh hơn nữa. Phía trên này cứ choáng đã, tính sao. Nếu mà nó có cây nếu mà nó có cái cây gì nhỉ, nếu mà nó có cái con zombie bay thì chúng ta lại có phương án khác. Thế thôi, nó cũng không nữa là quá khó lắm để cho chúng ta triển khai được cái thế trận. 5 4 3 2 1. Rồi, vẫn được, đánh thì nó dễ mà. Còn không có cho taco luôn à? Không cho taco luôn ấy. Thật đấy, thật sự luôn đấy. Choáng rồi, vào là không vào nổi luôn đấy. Bây giờ thì vào không vào được rồi. Ôi, tăng công à? Vậy sẽ tăng công anh em ạ, nhưng mà chưa kịp làm gì. Quá nhỏ cho để bán lọ luôn. Và chúng ta sẽ được cái state mode complete clear này. Rồi, chúng ta sẽ vẫn cho ăn cho dòng lửa thôi. Vẫn là sẵn sàng thôi anh em. Đấy, lên đường. Lên đường. Cho có lần plan food nữa cơ. Nên khá là dễ, theo như mình đánh giá là cái màn này nó cũng dễ, rất là dễ dàng đối với chúng ta thôi. Ok, chúng ta sẽ cho thêm một cây vào đây nữa. Thế này là quá hoàn hảo rồi. Dòng lửa, hai dòng lửa và có 4 cái cây đằng sau kia nó bắn liên tục. Không thể đỡ được. Chó cảnh này. Ok, chúng ta còn một lần plan food ở đây này. Một lần phùng phát này. Rồi, chết ngay vớ vẩn. Dạy không có con bay anh em ạ. Chúng ta sẽ dùng cái bamboo sus này luôn. Chết. Cái này phải nạp. Kia thì chẳng phải nạp. Ui, dưới này. Chết mới đê, hay quá. Như vậy là nó không thể vào được anh em ạ. Rồi, cũng có thể 7 cơ à. Đã thật sự luôn nhờ. Yeah. Phát đây, phát bơ vào đây. Vào đây nào, nó lăn bánh donut anh em ạ. Khá là khó chịu. Lăn bánh donut này. Cuối cùng thì nó bị hạ rồi. Rất là nhanh. Chúng ta hãy take butter thêm một trận nữa đi. Hai trận cơ mà. Chúng ta còn hai trận trong này cơ mà. Thoải mái đi, ready, sẵn sàng đấy anh em. Cây mới cũng được, nói chung là cũng tạm được. Chơi thì chơi thôi chứ. Nếu để nó thật khỏe thì nó cũng không quá khỏe cho lắm. Đó, đây, dừng lại. Ui, chết rồi. Để sau có ngay, có ngô ngay. Rồi, mình cần thêm một cái cây nữa ở trên kia. 7, 7, 7. Hai con dòng lửa nó sẽ gây Adam tốt hơn là một con, dĩ nhiên. Bảo vệ. Hợp lý rồi nhỉ? Hợp lý quá rồi. Hay quá. Đáng anh nên bảo vệ cái phía trên ấy, vì là cái trên nó có hai con tấn công liên tục cùng một lúc ấy. Nên để bảo vệ phía trên nó sẽ hợp lý hơn. Ok. Cannonpool level 2. Đánh càng nhiều càng tốt anh em, để nâng cấp cho cái cây mình nó mạnh lên. Ý, hay. Không cho nó tiếp cận để final way à? Thành thế nhỉ? Trước khi làm gì cả, không có cái điểm bất kỳ nào luôn ạ. Từ mình sẽ sử dụng cái này trước. 3 cây, hiện tại có 3 cây. Nó khá là mạnh. Ở chỗ này nó bị mất một cái quả Thornus, nên mình sẽ dùng cho đấy luôn. Nhàn quá nhỉ. Bây giờ trên kia còn một đống đồ. Đấy, thắng rồi à? Khá là dễ anh em ạ, state 1 complete. Đấy, đã xong. Ồ, bây giờ mới là xong state 1 á. Bây giờ mới xong state 1 ạ. Tưởng là kết thúc rồi cơ. Rồi, sẵn sàng ready luôn. Chơi luôn và ngay. Ngay và luôn và ngay. Lên phía trên sẽ có một cái gì đó bảo vệ ở phía trên. Rồi, đã xong. Bây giờ thì thoải mái đi. Các bạn ơi, lứa. Chuyển hết, chuyển luôn. Không cho có cơ hội là để phản kháng luôn ạ. Nào này, bơ này. Rất nhiều bơ nha. Cây bơ Y3 vãi cả đạn luôn ạ.
Vãi, chết hết. Ok, chúng ta sẽ có con gì không? Đây đây, ở phía giữa này sẽ có một con khá khỏe. Để bên trên, cái này sẽ ăn thể bên trên rồi. Và cái đây nó cũng khó chết cơ, đâu phải dễ chết đâu. Đã xong, thắng chưa? Hugo Waze, đây là Waze turn cuối cùng này. Ô, mình còn dùng cả cái cây 5 đâm đầu nữa. Thật ra là không quá cần thiết đâu, nhưng mà thôi, cứ dùng thì thôi. Đã dùng thì thôi, cho bơ phát này. Đóng băng luôn ạ, stun luôn ạ. Chạy nổi luôn ý, hay thật. Ok, bánh donuts kìa. Ô, chết nó luôn anh em ơi, bánh donuts. Chết, mày đê. Đây mới là tân cuối à, hay bao giờ tân cuối ta? Chưa phải tân cuối, đây mới là tân cuối này. Ra sử dụng cái bamboo này nó vẫn khỏe hơn này. Công nhận không? Bamboo vẫn khỏe hơn. Ui rồi. Nó lên từ lúc nào nhỉ? Nhanh quá. Nhanh quá. Nó vào từ lúc nào luôn ạ? Hay thật. Chết, đã xong. Và cuối cùng thì chúng ta sẽ kết thúc nhé. Xin chào và hẹn lại anh em trong tập kế tiếp nha. Bye bye.